Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video của mình. Thật sự rất là xin lỗi các anh em vừa rồi, rất là nhiều các anh em đã inbox hỏi mình trao đổi về ví dụ như nên dùng chai nước hoa nào. Nhưng mà thực sự là thời gian này luôn mình rất là bận, do đó rất mong các anh em thông cảm. Vì thật ra chúng ta ai cũng thế thôi, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, cho nên là nó cũng có lúc này lúc nọ đó, cho nên là mình thật sự là mình không có nhiều thời gian rảnh để có thể rap trả lời các cái câu hỏi của các anh em đó, thì rất là mong các anh em thông cảm đó. Ok, quay trở lại cái chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em top 10 chai nước hoa. Mình gợi ý với các anh em top 10 chai nước hoa các anh em có thể sử dụng trong mùa thu sắp tới đây đó. Ở vị trí số 10, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến tất cả các anh em, đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo. Nó có tên là Salvatore Ferragamo F Black. Luôn luôn nằm trong top những chai nước hoa giá rẻ, chất lượng cao, và với cái mùi hương ngọt ngào của hoa oải hương của đậu tôn ca, không ai có thể chê mùi hương của chai nước hoa này. Nó được đánh giá có cái nét gì đó giống với La Nuit de l'Homme hay là Bleu de Chanel. Thực ra cái này là đánh giá của mỗi người, nhưng về cơ bản mùi hương của chai nước hoa này ngọt ngào và đầy quyến rũ. Nó rất là thích hợp với cái không khí bắt đầu hơi chớm xe lạnh của ngoài Bắc của mình, và với cái mùi hương cũng khá là đa dụng nữa. Cho nên ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Salvatore Ferragamo F Black. Ở vị trí số 9, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Hugo Boss. Nó có tên là Hugo Boss Bossman. Chai nước hoa được ra mắt vào năm 1996, và có thể đối với các anh em tầm từ 25 đổ xuống nó không quá là đặc biệt. Thế nhưng với những các bạn nào tầm từ tầm 27 trở lên và bắt đầu và đang theo đuổi cái phong cách của một quý ông lịch lãm, thì cái mùi hương của chai nước hoa này cực kỳ là ổn, đầy năng lượng. Để mình muốn kể một chút với các anh em một câu chuyện là cái thời điểm 2002, mình có một người anh của mình, mà các bạn đều biết là thời điểm 2002 thì nước hoa nó rất là ít. Thì người anh của mình đã sử dụng chai nước hoa này, và mình phải nói thật với các bạn là mỗi lần mình gặp đi cà phê với người anh đó, chỉ cần một cái áo sơ mi quần âu đó và mùi hương này, thật sự là cái style đó mình chết mê chết mệt. Mình có nghĩa là khi mà mình ngửi thấy mùi hương đấy và nó kết hợp với cái phong cách, cái style thời trang đó, nó quá là tuyệt vời, và mình đã rất là mê mệt cái mùi hương của chai nước hoa này. Do đó ở vị trí số 9 mình muốn giới thiệu đến các anh em, đặc biệt mình nhắc lại, đặc biệt là những bạn nào đang theo đuổi phong cách một quý ông và đã có cái sự chín chắn, thì Hugo Boss Bossman là một cái sự lựa chọn nên có. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà DZ, đó là DZ Feel of Life, một cái mùi hương nồng nàn của mâm xôi đầy quyến rũ. Phải nói thật là mỗi khi mình xịt chai nước hoa này thì các chị những cái bạn làm cùng chỗ làm của mình luôn luôn thắc mắc là hôm nay mình sẽ đi chơi với ai, hoặc là đang định tán tỉnh cô nào, bởi vì mùi hương của chai nước hoa này nó rất là khá là, theo đánh giá của mình là khá là sexy, rất là thu hút đó. Một cái mùi hương ngọt nhưng không quá là nồng, vừa đủ. Do đó DZ Feel of Life cực kỳ thích hợp trong cái không khí mùa thu ở miền Bắc này. Ở vị trí số 8, DZ Feel of Life. Ở vị trí số 7, một sản phẩm của nhà Versace Eros. Có thể là với cái mùa thu thì là hơi sớm sử dụng chai nước hoa này, bởi vì là mùa đông thì nó sẽ hợp lý hơn. Thế nhưng nếu như mà khi mà các bạn dùng và điều chỉnh cái liều lượng xịt, thì chai nước hoa này cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là vào buổi tối trời mùa thu, với cái mùi hương cực kỳ nồng nàn của vani, đậu tôn ca, cộng thêm một chút mát lạnh của bạc hà ở cái nốt mở đầu. Đây luôn luôn được đánh giá là một cái mùi hương vua hoặc là quái vật trong các cái buổi tiệc hạng nặng đó. Versace Eros
Và đặc biệt là nếu như các anh em xịt mà có chừng mực thì hoàn toàn trong các buổi hẹn hò mình hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt các chị em, nồng nàn, quyến rũ, ngọt ngào và sexy. Ở vị trí số 7, Versace Eros. Ở vị trí số 6, đó là một chai nước hoa của nhà Mancera, đó là Mancera Cedrat Boys. Ở trong một cái video mình đã so sánh giữa hai chai này với Creed Aventus và Amap Club The New Intense. Mancera Cedrat Boys nó đã dễ dàng đánh gục mùi hương có thể gọi là kinh điển Creed Aventus. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi mà các chị em khác giới, các chị em ngửi được mùi hương này, họ cảm thấy nó quyến rũ hơn, nó thu hút hơn. Phải nói thật là trong các cái sản phẩm của nhà Mancera chỉ có hai chai mình đánh giá cao khi mà mình được thẩm mùi, đó là chai Mancera Cedrat Boys và một chai nữa là Mancera Rose Vanilla. Nhưng mà cái chai Rose Vanilla thì nó có cái thiên hướng là wear để đi ra ngoài đường hơn, nó có nghĩa là outdoor hơn là indoor. Do đó là với cái không khí mùa thu, tiết trời mùa thu thì Mancera Cedrat Boys này mình muốn giới thiệu cho các anh em. Nếu như bạn nào đang cần một cái mùi hương để đi chơi bạn gái, hoặc là có thể là dùng kể cả đi làm nữa, cũng rất là đa dụng. Một mùi hương chanh, nồng nàn, sau đó là có một chút gỗ, đó, rất là cuốn hút, sexy. Ở vị trí số 6, Mancera Cedrat Boys. Ở vị trí số 5, đó là một sản phẩm của nhà Dior, có tên là Dior Homme Sport bản 2017. So với các phiên bản cũ của nó, bản 2017 này nó một cái sự thay đổi có thể gọi gần như là khá là nhiều. Bởi vì với các bản cũ của nó, với cái mùi hương chanh, cam chanh tươi mát đó, nó có thiên hướng mùa hè rất là fresh, tươi mát. Thế nhưng ở cái phiên bản 2017 này, mùi hương nó đậm hơn, dày hơn và ngọt hơn. Và để mà dùng trong mùa hè ở Việt Nam mình thì mình thấy là nó không phù hợp lắm, bởi vì tính chất mùa hè Việt Nam thì các bạn đã biết rồi, oi nồng. Nhưng nếu dùng vào mùa thu, chai nước hoa này thì mình lại thấy rất là ok, ngọt vừa đủ, quyến rũ, cũng khá là nam tính và đa dụng. Đó. Thì đây là một cái mùi hương các bạn cũng rất là đáng để nên thử khi mà dùng vào mùa thu, Dior Homme Sport 2017. Ở vị trí số 4, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne, Paco Rabanne Black Essence 2017. Trong các cái thành phần mùi hương của chai nước hoa này không hề dùng đến dứa, thế nhưng khi mà các bạn xịt, các bạn sẽ cảm thấy một cái hương vị dứa đậm đà, ngọt ngào. Đối với đánh giá cá nhân của mình đánh giá nó còn cao hơn cái mùi dứa và Creed Aventus. Và sau đó kết hợp cùng mê long diên hương và hổ phách, nó tạo thành một cái mùi hương dạng kiểu như nhẹ, cũng dạng một kiểu phấn nhưng mà nhẹ đó, rất là độc đáo. Đối với mình thì mình chưa thấy bất kỳ một chai nước hoa nào có cái mùi hương giống như cái chai nước hoa Black Excess này đó, độc đáo, khá là nam tính và cuốn hút. Paco Rabanne Black Excess 2017 các bạn, đây là cũng một trong những gợi ý dành cho các bạn. Ở vị trí số 3, một chai nước hoa rất là quen thuộc, Chanel Eau Homme Sport All Extreme. Không có gì để nói về chai nước hoa này, về mùi hương này. Tất nhiên cũng có những bạn nói là mùi hương này nó bị đụng hàng hoặc là nhiều người dùng. Nhưng bởi vì bản chất đây là một mùi hương cực kỳ thu hút, cực kỳ sexy và nam tính. Do đó nếu như không nhắc đến mùi hương chai nước hoa này thì sẽ là một cái rất là đáng tiếc. Đó, ở vị trí số 3, Chanel Eau Homme Sport All Extreme. Ở vị trí số 2, đó là một mùi hương cổ điển của nhà Valentino, đó là Valentino Uomo. Một cái mùi hương của cappuccino ngọt ngào, cổ điển. Nó rất là hợp đối với các anh em có cái phong cách điềm đạm, nam tính và cũng là sơ mi quần nâu giống như chai Salvatore, giống như chai Hugo Boss Man mình đã giới thiệu ở lúc đầu video. Valentino Uomo trong cái thiết chiết trong cái xe lạnh chớm lạnh giữa mùa thu và bắt đầu chuẩn bị sang đông thì cái mùi hương này
khi mà các bạn xịt, nó sẽ ghi điểm cho các bạn trong tất cả các cái dịp đi làm, đi cũng có thể đi hẹn hò, đi tụ tập bạn bè đó, đi uống cà phê, các bạn xịt mùi hương này nó sẽ tạo nên cho các bạn một cái phong cách rất là thu hút đó, chín chắn và thu hút Valentino Uomo. Và cuối cùng, chai nước hoa ở vị trí số 1 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đó là một sản phẩm rất là quen, rất là cũ rồi, nhưng nếu như không nhắc đến thì thật là lãng phí, đó là Yves Saint Laurent Lanie de Lhomme, quyến rũ, thu hút, sexy. Chai nước hoa này đặc biệt thu đông thì mùa đông thì sẽ hợp hơn, thế nhưng mùa thu nếu như các bạn xịt vừa phải và dùng mùi hương này thì chắc chắn là các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn ghi điểm rất là nhiều đó. Mình nghĩ là mình không cần phải nói quá nhiều về mùi hương này, bởi vì tất cả các anh em đều sinh hoạt trong fanpage, đều đang đến bây giờ thậm chí là nhiều người còn đang phải lùng sục lại những cái bản batch cũ 2012, 2015 đó, chứng tỏ là cái độ hot của mùi hương này như thế nào thì mình không cần phải nói quá nhiều. Và đối với mình sẽ chọn Lanie de Lhomme ở vị trí số 1. Có thể là trong cái top 10 chai nước hoa này của mình, các bạn sẽ thắc mắc tại sao không có The One, Outperform, Spice Bomb, Dior Sauvage. Thì mình xin nói luôn, những chai đó các bạn hoàn toàn đều có thể dùng được trong thu đông đó, bởi vì những chai đó vốn dĩ nó rất là đa dụng. Thì mình nghĩ là các bạn, những cái mùi hương đó các bạn đều đã biết rồi, thì mình cũng không cần phải nói lại. Đó, video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.